Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào. Bữa nay anh em mình đi săn đây cả nhà, đi săn bằng ná có kiếm kinh cầm trên tay đó. Bữa nay là đi săn chim, nay có tí hơi rảnh tí cả nhà. Có thời gian đi săn ban ngày để cùng trải nghiệm săn bắt đầu quay của anh em mình chia sẻ với cả nhà xem á. Thường ngày chỉ đi bắt cá không à. Bữa nay thì đi săn ná, lâu lâu làm có clip được săn ná cả nhà để coi thu hoạch cái gì. Thì bây giờ là anh em mình là chia ra mỗi đứa đi gốc rồi cả nhà. Mình có cái ná đó mình để đẵng, tính thì bữa nay đó là hậu cần chỉ đi cầm thôi. Cầm và được dính được con gì tính là nó là người xử lý, cho nên anh em mình chú cháu chia ra mỗi đứa gốc rồi cả nhà. Cho nên gom mỗi đứa cái điện thoại gom lại chiều gấp lại coi hình ảnh nó như thế nào để coi nó hay thì làm video up cho cả nhà mình nha, cho cả nhà mình xem. Cả nhà nhớ ủng hộ cho anh em mình like nha cả nhà. Thì đi săn lại đi nãy giờ đi về tới đây thì tập trung lại cả nhà, thì thành quả của anh em mình thì trong đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 con, đây là tổng cộng là 11 con cả nhà. Cho nên anh em mình xin về cả nhà ơi, để coi tối mà nếu như mà tối nay mà có rảnh thì anh em chú cháu làm chắc xào dưa leo cả nhà, 11 em. Cho nên thí dụ mà làm có thời gian làm thêm ẩm thực nữa cả nhà. Thôi di chuyển cả nhà ơi, đây tính nó có cái quầy chuối ngon quá. Món kìa. Đây. Nó kết còn lại nó bảo hiểm kìa. Thì anh em tập trung lại đây, giờ di chuyển đi về nha. Chiều có thời gian thì làm ẩm thực, còn không có thời gian thì cảm ơn cái nhà mình đã theo dõi kênh nha. Theo dõi kênh của anh em mình thì cái gài view nó tuột tiếp chứ. Giờ trong cho cả nhà mình kéo ngược cho lên. Cả nhà nhớ vô like cho cả nhà, cho con like xem trên 5 phút cũng được nữa. Cái nhà mà mới vô nước dân ra ngoài liền, do là chắc anh em mình làm chưa chắc lượng lắm, anh em mình sẽ rút kinh nghiệm cái nhà, cho thằng like đi rút kinh nghiệm làm những video sau sẽ hay hơn. Hai trái ớt được không anh? Ít không? Ừ, được rồi. Hồi chiều mình đi săn với hồi trưa chứ, hồi trưa mình đi săn mà mãi cho tới giờ này tối rồi mình đi vì mình mới làm được cái món xào này cái nhà. Đây ở đây là món chim của Tiến chú cháu đi săn với thằng Tính, còn ở đây là hành dưa leo và tỏi. Thì bữa nay chú cháu làm món xào. Cả nhà chín rồi, ngon lành cành đào. Nóc. Đây cả nhà thấy anh em mình bữa nay thì cái món này là cái món đi săn, thì đã lâu khá lâu rồi mình không có ăn cái món này, là cái món mới nè cả nhà. Không biết cả nhà trong cái kênh của mình thì cái món này là món mới nè. Đây là hến mà đây là rau sống. Hến thì mình chỉ để cuốn bánh tráng cả nhà, nói chung là mình cũng gấp quá cho nên mình vẫn thiếu vài cái loại, mình có sòi non, có khế hoặc là được chua chua một tí nữa là mới ngon cái nhà. Đây là cái chén nước chấm của mình làm nè, nhà thấy hấp dẫn không? Còn đây là cái dĩa mồi của ông Hùng. Hùng thì hơi kén ăn tí rồi cái nhà đó, cho nên không biết món này có ăn được không. Bữa nay anh làm cho nó hơi cái màu nó hơi vàng. Được. Nhà biết sao mà bữa nay mình làm hơi vàng không, mình có để tí hơi nghệ vô tí xíu cho nó vàng lại cho nó bớt hơi bớt ngại. Thôi cầm đũa đi anh em, cầm đũa lên tiến rồi lên con, cầm đũa đi tiến, cầm đũa đi thử cái món đó coi. Bữa nay nấu là cái món này khá lâu rồi, sợ nó không chín cho nên nấu khá lâu. Mời cả nhà.
mèo ông tính anh ơi nấu cái món nó hơi hơi lâu hơn thường ngày chút. Ngọt dai dai thơm lắm, tại vì bữa nay có hơi nghệ chắc hơi hơi anh em nó hơi khác khó khó ăn hơn tí không. Sao rồi tí ngon tối cái ánh sáng cái đèn kia nó hơi gỡ cái đèn kia ra cái nó hơi mờ chút rồi cả nhà, nó hơi nhẹ tí xíu. Hùng ăn không kịp thì kêu thử miếng ngay à, làm thử miếng cho mạnh miệng ngay cho quen. Cái nhớ thì cho nó cay cay vậy đó. Ăn cái đầu. Đậu nhất không? Đậu ôm cái lằn luôn. Ôm cái lằn là ăn cái đầu luôn. Ôm cái lằn là ăn cái đầu. Ngon. Ngon nha, bây giờ thấy nó hấp dẫn quá. Thôi mời cả nhà mình nha. Thôi nè tiếp. Ba bé chú Năm review miếng cho cả nhà mình đây. Quá ngon lành ha. Ăn miếng này ngon ngon. Đây. Kẹp thêm miếng ớt nữa. Thì thôi nói gì bằng nữa. Thì mình cái món này đúng ra ăn với dưa leo nhưng mà mình lại làm hơi cộng cộng qua đây tí xíu rồi nha, có miếng rau nữa. Nè, mời cả nhà mình ăn. Ngon này quá, tả chất lượng. Ngon, cuốn thử cuốn rồi đi. Tính, cuốn đi. Cái loại bánh tráng rồi khỏi nhúng nước, chơi hai cái cuốn luôn. Làm vậy đi rượu sức hồi nó hơi mệt cho nên tranh thủ tạm biệt cả nhà mình. Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi kênh nha, cảm ơn rất nhiều đã đồng hành cùng anh em mình. Thời gian sắp tới thì anh em mình chắc chờ gắn gán tới mùa mưa cả nhà, mùa mưa thì sẽ nhiều chủ đề hơn, mùa nắng thì chỉ lẳng quẳng vòng vòng nhà cả nhà, cho nên anh em mình bữa nay thì phải dừng cái video đây cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều, cảm ơn các bạn cả nhà, hẹn cả nhà vào video sau. Các bạn cả nhà, bye.